Từ khi nghe lý thuyết của thầy, hiểu được nguyên nhân của các căn bệnh mà hiện nay mọi người hay mắc phải như tiểu đường, ung thư, từ đó chúng con quyết tâm thay đổi lối sống sinh hoạt, ăn uống hàng ngày cho bản thân và cho gia đình. Con kính chào thầy và ban tổ chức của chương trình Thanh Lọc Thân Tâm. Con xin được tự giới thiệu bản thân. Con là Lê Thị Thanh Thủy, sinh năm 1972. Con ở Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. Hiện con đang làm kế toán. Con được biết đến chương trình Thanh Lọc Thân Tâm của thầy là hữu duyên tại năm Covid. Ở nhà thì con có xem cái chương trình của thầy Trần Việt Quân. Và trên đó có giới thiệu chương trình Thanh Lọc Thân Tâm của thầy Tân Thành. Từ đó thì con có theo dõi trang Facebook của Thanh Lọc Thân Tâm và đã đăng ký cho bản thân và một số bạn bè. Đi khóa đầu tiên là ngày 21 tháng 6 năm 2022 tại Hải Phòng. Khóa tiếp theo con tham dự là ngày 22 tháng 7 năm 2023 tại chùa Phúc Long. Và khóa thứ ba là ngày 27 tháng 4 năm 2024 tại chùa Phúc Long. Con cũng được nhân duyên đi làm thiện nguyện viên vào 25 tháng 9 năm 2023 tại chùa Long Hưng, Đông Anh, Hà Nội. Con trân trọng biết ơn thầy đã lan tỏa chương trình Thanh Lọc Thân Tâm cho bản thân con và các bà và bà con được biết đến và được thực hành. Chúng con thấy mình đã sinh hoạt rất là sai. Từ khi nghe lý thuyết của thầy, hiểu được nguyên nhân của các căn bệnh mà hiện nay mọi người hay mắc phải như tiểu đường, ung thư. Từ đó chúng con quyết tâm thay đổi lối sống sinh hoạt, ăn uống hàng ngày cho bản thân và cho gia đình. Cũng chia sẻ với rất nhiều bạn bè và mọi người xung quanh biết về chương trình của thầy và đăng ký cho mọi người tham dự. Con thấy bản thân mình đã thay đổi rất là nhiều. Mặc dù là con chưa có mắc phải căn bệnh nào nghiêm trọng, nhưng mà con thấy mình nên thay đổi để tự chăm sóc bản thân mình một cách tốt nhất và có được sức khỏe tốt và có thể lan tỏa được phương pháp của thầy cho nhiều người. Hơn nữa, con xin nguyện thực hành tinh tấn mỗi ngày. Xin trân trọng biết ơn thầy và ban tổ chức ạ.